Thank you.
Giờ vòng cái tiếp. Cây tiếp. Bye.
giống là cốc vớt đấy. Tưởng gì tưởng hoa đại ca của cô đâu vớt chuyện người mà ra đang học lỏm trên mạng ra cái món vớ vẩn này là tốt không nói mình xin phép không vớ vẩn món mà đại ca làm tàn sản xuất ra ăn mất. Ngâm nhiều chín nè. Lên đi, chín rồi, chín rồi. Để cái cao cao bơi nè, nước là. Nước là. Mèo mèo. Ui, này, hình như quả đuôi ấy. Ngon đấy. Mà đại ca cứ đến mà nghỉ. À, thì đó thì mà ngầm đặt lên cạnh mũi cho nó tỉnh không? Tỉnh ngay, căn bệnh, bệnh đói mà, bệnh ôm đói mà. Chẳng vừa với chứ. Mày nhờ ai nấu à? Nhờ ai nấu em học trên mạng em biết thử anh. Anh ấy thì chẳng anh ngó điện thoại không? Sao học leo phải không? Học trên mạng mày. Ba cái món vớ vẩn này em làm bữa không được. Để cho mọi người xem. Tạm được. À. Tạm được anh đừng ăn. Xem nào thử. Có ngon không? Để... Có ngon không? Để tao thử xem. Có ngon không? Thì phải thử xem ngon hay không nhé. Ủa ôi, cho gì mà lắm tỏi thế này. Nó bị ngon nè. Bóc tỏi này. Mời mọi người nha. Mời tất cả mọi người nhé. Ừ, em nói ra quá. À. Bảo lắm. Ừ. Nó không cần cả. Ừ. Sốt chua ngọt à? Được á. Sốt chua mặn. À, sốt ngọt cay. Cánh gà sốt chua ngọt được. Ừ. À. À. Ẩm quá. Ừ. Ừ. Được, đó. Tạm được, 6 điểm 10 công. Ok. Đấy à. Hơi mặn nhá, thứ nhất là hơi mặn này. Thứ hai là hơi cháy này. Thứ ba là... Anh ơi, anh đừng có ăn. Hơi ngọt, hơi nhiều quá. Này, không ăn thua. Mà đấy, từ từ. Đợi như hủy đấy. Quá hàng, quá hàng. Lười như hủy tao để cho hôm nay mày có biết làm cái gì không thì tao còn em vua đầu bếp mày lên đấy. Wow. Wow. Mặn. Mặn là gái khai đó. Ủa gì? Nói chung là cũng được phết. Tỏi hơi cháy là được đi kia đi.